Hello các bạn, lại là Sơn Đẹp đây. Thì video này chúng ta cùng nhau thực hiện thao tác là thiết kế trang Edit Category và Edit User và Edit Bot nha các bạn. Thì trước hết á, mình sẽ demo cái sản phẩm mà chúng ta đạt được sau khi các bạn xem hết cái video này. Khi chúng ta bấm vào trang nếp sâu này các bạn, ở phần Manager Bot nha các bạn, trong cái bảng Manager Bot chúng ta có phần Edit nè, có button Edit và bạn bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra trang Edit Bot các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ làm cái form này và một tiếp tục nữa bạn, mình sẽ qua quay lại, bạn bấm vào cái chữ là Manager User, bạn bấm vào chữ Edit thì chúng ta sẽ có một cái form Edit là Edit cập nhật lại cái gì người dùng các bạn, và một hàng nữa thì chúng ta sẽ Manager Category. Và tiếp tục bấm vào Edit thì nó sẽ hiện cái form Edit Category để chúng ta update lại cái dữ liệu chúng ta nha. Thì chúng ta sẽ làm ba cái phần này. Thì không lòng vòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế luôn. Thì trước hết các bạn quay lại cái dự án của mình nha. Sau khi bạn đã quay lại dự án rồi các bạn, bạn bấm vào cái file là Category Report cho mình nha. Cái Add Category, bấm vào chữ Add Category cho mình nha. Add Category. Và bạn copy Ctrl A, Ctrl C cho mình nha. Edit Category mình, trong file Edit Category, bạn paste vào đây cho mình nha. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Bạn thu nhỏ cái hàng filter là gì mình nè, thu nhỏ cái hàng nắp bar là gì mình nè, trong cái hàng trong hàng star and category các bạn, bạn ghi cho mình là xóa cái hàng add đi, bạn ghi là update cho mình. Và tiếp tục dưới đây mình cũng ghi là chữ update. Trong hàng form section là các bạn, container thì bạn giữ mấy cái class là gì mình, và ngay chỗ là add category bạn hay đổi cho mình chữ là edit category. Và tiếp tục các bạn, trong hàng form section bạn xóa đi cái hàng Deep Alert Manager mình thằng này nha. Bạn xóa đi cái Deep Alert Manager Error này các bạn, bạn xóa đi cho mình. Và trong hàng form này các bạn, bạn trong hàng form này á các bạn, bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Bạn xóa đi cho mình cái hàng Anki Riptide các bạn, bạn xóa đi hàng này, mình không cần này nữa. Và tiếp tục các bạn, trong hàng Input thì chúng ta kêu Type là Test và Solo Title. Và tiếp tục bạn hàng Row là 4, Type Submit và cái ngay chỗ Add này các bạn, bạn thay đổi cho mình chữ là Update nhé. Category. Rồi bạn bấm Ctrl S nha các bạn, bấm Ctrl S và bạn bấm chữ Roll Clip cho mình để chúng ta coi chạy chương trình như thế nào rồi các bạn. Bạn bấm vào chữ chạy chương trình nha các bạn. Khi bạn bấm xong dev nè, ngay web blog test các bạn, và bạn bấm vào trang test pro và bạn bấm vào ngay chỗ là mình lại làm là trang manager category, thì bạn bấm vào trang edit nè. Edit mình nó hiện cái trang edit spot. À cái hàng này mình làm sai các bạn. Thì bạn quay lại dự án của mình nè. Mình bấm vào Manager Category phải không? Trang Manager Category thì chúng ta bấm vào dự án chúng ta nè. Trang Manager Category là cái hàng này, trang này các bạn. Thì chúng ta coi nó mình link đến cái trang nào đúng hay không. Mình coi mình link đến trang đúng hay không. Nhất là cái trang Export nè, trang mà Dash Row nè. Đi vào cái trang Edit Spot. Edit Spot là không phải các bạn. Mình đã đang trang Manager Category. Trang Manager Category thì mình phải thực hiện thao tác là thiết kế. Mình phải hack grab các bạn. Như là mình xóa đi cái hàng edit post cho mình nha. Xóa đi edit post bằng hai thế và chữ là như mình là trang category cho mình. Category nè, edit category nè bạn. Và tiếp tục hàng dưới đây cũng vậy nha các bạn, category cho mình. Edit category. Và tiếp tục các bạn, hàng dưới đây các bạn cũng hai thế cho mình chữ là category nha. Bạn nhớ kỹ nha các bạn. Ở trang manager category thì ngay chỗ cái hàng hệ A thì bạn hai thế cho mình chữ là edit category nha. Edit category nè. Link đến cái file edit category mình. Và tiếp tục các bạn, bạn bấm Ctrl S cho mình nhé. Bạn qua cái file manager user nhé. Và ngay chỗ cái hàng nào, ngay chỗ cái hàng bạn kéo xuống đây cho mình, ngay chỗ cái hạt bảng của chúng ta nè, cái ngay chỗ cái nút edit nè, bạn thay thế cho mình ngay chỗ hàng này edit user, thì chúng ta thay thế mình chỉ là edit user nhé. Rồi tiếp tục các bạn, bạn quay lại cái hàng edit user, bạn bấm vào cái hàng thay thế cho mấy hàng này cho mình luôn nhé. Edit thay thế mấy này luôn, bạn ghi chữ là edit user. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ nhìn trên hàng Edit Spot, bạn hãy thấy cho mình là Edit User. Ok, vừa bấm Ctrl S các bạn. Thì qua tiếp tục các bạn, bạn qua cái file Manager Category nhé. Model, bạn qua cái phần Dashboard cho mình, qua trang Dashboard. Sau khi bạn bấm vào trang Dashboard các bạn bấm mở ra. Thì ngay chỗ hàng này các bạn, ngay chỗ hàng này là Edit Spot thì đúng rồi các bạn. Thì ok nhá. Thì chúng ta có thể thay đổi cái hàng Manager Category và Manager User thôi nha. Ok, thì chúng ta quay lại dự án chúng ta nè. Bạn đóng cái tab này nhỏ nhỏ nè. Thì nãy chúng ta đang làm dang dở cái phần Manager Category. Ok, phần Edit Category nè các bạn. Và bạn bấm Ctrl S nha. Bạn bấm chữ Roll Clip. Thì và chúng ta chạy cái chương trình của chúng ta nè. Ngay chúng ta ở đây, ngay trang Manager Category nha. Và chúng ta bấm vào chữ Edit nè. Thì nó sẽ hiện cái form Edit chúng ta nha các bạn.
Ok thì nãy mình đã thay đổi cái ngay chỗ cái hard grab các bạn, mình thay đổi cái link chúng ta là edit calorie. Ok nhá. Thì trang manager calorie thì chúng ta sẽ link đến cái trang edit calorie nhá. Ok nhá. Thì xong mình đã làm xong cái phần phần thứ nhất là edit cái phần edit calorie rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác là edit cái user nha các bạn. Thì trước hết các bạn quay lại dự án của mình nè. Sau khi bạn quay lại dự án của các bạn rồi các bạn, bạn đóng cái tab edit calorie đi và đóng cái tab manager calorie đi. Và tiếp tục bạn mở lên cho mình chữ là edit user nhé. Trong file edit user này mà hiện tại mình trống các bạn, bạn bấm vào cái chữ là add user nhé, bấm vào chữ add user. Thì trong add user này các bạn bấm vào add user và bấm Ctrl S, Ctrl A nha, Ctrl C nó, và bạn qua cái file edit user cho mình, edit user và bấm vào đây nha, bạn bấm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ đóng là cái thu nhỏ là cái thằng filter nè. Và tiếp tục các bạn phải đóng là thu nhỏ là cái thằng navbar nè. Navbar nhá, thu nhỏ lại. Và tiếp tục các bạn trong hàng star add user bạn thay thế cho mình chữ là edit edit đi, edit user. Rồi tiếp tục bạn ghi chỗ này là edit user nhá. Và bạn bấm Ctrl S và tiếp tục các bạn trong cái form mà chúng ta nè. Form section thì chúng ta giữ nguyên nè. Và add user bạn thay thế cho mình chữ là edit user nhá. Ok và tiếp tục cái hàng ngay cho div add manager arrow bạn bạn xóa đi, mình không cần nó. Và tiếp tục các bạn ngay chỗ input input type test và solder thì bạn giữ lại hàng này cho mình và bạn giữ lại cái hàng last name luôn. Ok, giữ hàng lại last name và tiếp tục các bạn bạn xóa đi cái hàng user email nè. User email mình xóa đi cho mình. Và password mình cũng xóa đi luôn, mình không cần nữa. Và tiếp tục các bạn bạn thực hiện thao tác như sau, bạn xóa đi cái hàng div form control cho mình nhé. Form control bạn xóa đi luôn cho mình. Mình chỉ còn cái hàng này các bạn, hai hàng input này và hai hàng slash này nha các bạn. Ok, và tiếp tục các bạn bạn sẽ làm như thế nào? Trong hàng trên đây chúng ta sẽ giữ nguyên nè. Và hàng option chúng ta là 01 enter admin nè. Và button chúng ta là submit class btn nè. Rồi add user bạn thay thế cho mình chữ là update user nhé. Bấm Ctrl S các bạn, bấm Ctrl S. Bạn bấm chữ roll clip thì chúng ta sẽ chạy cái chương trình chúng ta nè. Bạn bấm vào trang dev nè. Bạn bấm vào cái trang dashboard. Bạn bấm vào cái trang là nãy chúng ta là manager user thì chúng ta bấm vào trang edit nè. Thì nó sẽ hiện lên cái form edit chúng ta các bạn, last name, first name, last name, author, tác giả các bạn. Ok nhá. Và phần trang update của chúng ta nè. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác là thiết kế trang manager bot. Thì manager bot chúng ta sẽ thiết kế trang edit này nha các bạn. Thì chúng ta quay lại cái dự án chúng ta nè. Bạn qua cái dự án của bạn, bạn bấm vào cái trang thực hiện thao tác như sau. Bạn bấm vào trang là add bot cho mình, add bot nha. Add bot và bấm Ctrl A. Ctrl A, Ctrl C nó nha. Add bot và bạn qua cái file edit bot cho mình nhé. Edit bot và bạn bấm vào đây cho mình. Và tiếp tục các bạn, bạn sẽ thực hiện thao tác như sau, bạn thu nhỏ cái hàng filter lên cho mình nè. Và tiếp tục bạn thu nhỏ cái hàng navbar lên cho mình nè. Và tiếp tục chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau, bạn thực ngay chỗ hàng form section này, class này giữ nguyên nè. Ngay chỗ hàng addBot này bạn thay đổi cho mình chữ là editBot nha. Và tiếp tục cái hàng this is an error manager các bạn, bạn xóa đi headif này cho mình nha, bạn xóa đi headif này. Ngay trong cái hệ form này các bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Bạn cho mình cái hệ input type là kiểu test test nha và by solution là title. Option thì bạn giữ nguyên cho mình là một cái giữ mấy hàng này cho mình. Ok nha. Và một cái test align by solution body bạn giữ nguyên hai mấy này cho mình. Còn ngay chỗ là cái hàng form div form control inline các bạn giữ nguyên hàng này cho mình nha. Ok và tiếp tục các bạn hàng div form control các bạn, div form control nè, mình sẽ giữ nguyên mấy hàng này luôn. Và tiếp tục ngay chỗ hàng bottom submit btn các bạn. Ngay chỗ hàng add bot này bạn thay thế cho mình chữ là cái gì, nhất là bạn ghi chữ là update nha, update. Và cái chỗ hàng thumbnail các bạn xóa đi giùm mình chữ add đi, bạn thay thế cho mình chữ là change change nhé, change là thay đổi nha, thumbnail nha, bấm cái change nha bạn. Ok thì chúng ta đã như vậy các bạn, hiện tại mình khai báo như mình như vậy các bạn. Ngay chỗ hàng star add bot thì bạn thay thế cho mình là chữ là edit bot nhé, edit bot. Và tiếp tục ngay chỗ hàng add bot thì thay thế cho mình là edit bot, edit and edit bot, bấm Ctrl S nha. Và chúng ta quay lại dự án chúng ta nè, bấm vào đây và chúng ta bấm vào chữ trang manager bot này các bạn và bấm vào chữ edit nè, thì nó sẽ hiện lên cái form edit bot của chúng ta nha. Vậy thì bạn nhớ kỹ nhé các bạn, ngay chỗ cái phần cái file CSS á, mình để ngay cái phần description các bạn, bạn có thể tải về đồng bộ cái trang cái file CSS của các bạn nha. Thì mình trong cái file CSS đó nó không có responsive. Ok, và mình có một cái video tạo về responsive green các bạn. Thì hiện tại bạn chỉ cần
copy, hoặc là bạn có thể không, nếu bạn không có bị lỗi gì á thì bạn không cần làm cái đồng hoặc bộ cái file của mình. Nếu bạn bị lỗi cái gì á thì bạn nên đồng bộ cái file của mình ở phần description nha. Mình để cái file CSS ở phần description đó các bạn, ok nhá. Thì chúng ta đã thiết kế xong ở phần demo rồi các bạn. Thứ nhất mình đã tạo cái file edit post, cái form edit post và edit user và edit category rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở video sau nhé.